Xin chào anh em, đây là hai cái lọc không khí của cái xe của mình. Đây, một cái. Nói đi, nhìn mấy quen nói. Dơ bà cố luôn. Thêm cái nữa. Thì bất cứ cái xe ô tô nào, xe hơi nào thì nó cũng có cái lọc không khí để lọc những cái không khí mà anh em chỉnh cái chế độ lấy không khí bên ngoài trời vào trong xe để cho nó sạch, ở trong xe nó không bẩn, cũng như là cái không khí mà nó đi qua cái hệ thống máy lạnh. Thì nếu mà cái lọc không khí này nó bẩn hoặc là nó dính những cái gì đó có dầu mỡ, có mùi á, thì nó sẽ làm cho cái không khí ở trong xe nó không được sạch và có thể anh em sẽ cảm thấy nó có mùi. Và người ta khuyên là chúng ta nên thay nó sau khi đi xe 2 năm hoặc khoảng chừng 30.000 cây số gì đó thì nên thay nó, tùy theo cái mức độ sử dụng. Thì mỗi cái xe nó sẽ có cái lọc khác nhau, do đó là anh em nên coi xem là cái xe mình, cái mã lọc đó là cái nào, nó nằm ở vị trí nào, thì anh em có thể đi mua về và thay. Cái việc thay nó diễn ra khá là đơn giản, do đó là anh em có thể tự làm. Thì trong cái video này mình chia sẻ cái việc là mình thay cái lọc không khí cho cái xe mình. Cái xe mình nó có tổng cộng hai cái lọc, như là anh em thấy như vậy nè. Và khi mình mở cái lọc cũ ra thì mình thấy rằng là ở trong đó có rất là nhiều cái bụi, cái bẩn và những cái lá cây hay những cái gì đó li ti nhỏ nhỏ nó đều được cản trước khi nó có thể đi ra bằng cái lốc máy lạnh của xe mình. Đó, thì dĩ nhiên là không chỉ cản những cái bụi anh em có thể nhìn thấy, nó cản cả những cái chất độc hay cái gì đó từ môi trường xung quanh. Bởi vì bằng cái mắt thật đó thì anh em có thể thấy được rằng là những cái bộ lọc này, những cái filter này nó đã có cái phần than hoạt tính để mà chặn những cái thứ độc hại như mình nói lúc nãy. Thì cái này không có gì quan trọng hết, chỉ đơn giản là anh em lưu ý, nếu mà xe của anh em đã đi nhiều năm mà chưa thay lọc, hoặc là đi nhiều chục ngàn cây số mà chưa thay lọc, thì anh em nên thay. Cái này gọi là lọc không khí ở trong xe. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Khi gắn lọc gió mới vào, anh em nhớ lưu ý cái chiều đi của gió giống như trong cái mũi tên trong cái hình này. Có thể dễ dàng bằng cách là chúng ta xem cái miếng cũ gắn như thế nào, hoặc là chúng ta có thể xem hướng dẫn sử dụng kỹ hơn. Rồi, xin cảm ơn.